Mình đã làm ra một track Progressive House như thế nào với ca khúc Việt Nam ơi. Hello, xin chào các bạn, mình là Thế Phương VVK, đến từ VV Music, một công ty chuyên về đào tạo và sản xuất âm nhạc điện tử. Và hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong một cái video giới thiệu mình đã làm ra một track Progressive House với vocal với acapella là ca khúc Việt Nam ơi như thế nào. Và nếu mà các bạn thấy hay và bổ ích, cũng như là nếu mà có nhu cầu về học hòa âm phối khí, cũng như là đặt làm nhạc cho sáng tác mới hoặc là nhạc cho DJ, thì các bạn có thể liên lạc với mình bằng link ở dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì let's go. Ok, và trước khi đến với phần chính thì chúng ta sẽ nghe qua một lượt cái ca khúc này. Ca khúc này thì mình đã có một cái video về project show ở trong kênh rồi, nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể nghe full cả track nhá. Ở đây thì mình chỉ lướt qua những cái điểm chính thôi. Bây giờ thì mình sẽ mở đoạn drop trước. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ tắt tạm cái track này đi. Mình đưa vào cái track vào để cho nó đỡ trễ âm thanh thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần phân tích. Đầu tiên thì mình sẽ có một đoạn điệp khúc và hát cùng với dàn giao hưởng cũng như là cinematic drum. Thì ở đây thì mình có nguyên một dàn string, cũng như là thêm một cái pad để cho cái âm thanh của chúng ta nó có cái độ biến động hơn, mang màu sắc điện tử hơn. Và đây là một cái loop cinematic drum của Kashmir rồi, tất nhiên. Các bạn lưu ý đoạn này là có vocal ấy nhé. Cái pad của mình, và mình có chạy cái cutoff để cho là âm thanh của mình nó có cái sự bình thiên, cũng như là cả RGB nữa. Bạn nghĩ... Và ở đây thì mình cũng có luôn cả cái automation cho cái swing nữa, tức là mình sử dụng một cái EQ cho cái swing. Và mình cắt âm thanh. Đây. Để cho cái string của mình nó có độ chạy. Để tạo ra cái sự hùng tráng. Đoạn này thì bắt đầu vào phần đệm. Đối với phần đệm này thì mình sử dụng cái Rigi Bass, đó, bộ cinematic drum nhẹ nhẹ, các cái ambient, đặc biệt là các cái ambient để tạo cái sự bay bổng. Cái này thì các bạn có thể tìm kiếm các sound của Progressive House dạng classical hoặc là nhạc trance nha các bạn nhé. Nhạc trance thì cái âm sắc của nó rất là bay bổng và nó rất là sáng. Ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm một cái medley loop ở đây nữa. Cinematic drum. Rồi đến đoạn này mình quay trở lại với pad. Tuy nhiên thì đây thì có thêm một cái RP chạy tốc độ nhanh để cho cái bài nhạc có cảm giác là cái tiết tấu nó nhanh hơn.
tiếp theo thì quay trở lại cái điệp khúc như lúc ban đầu, nó chỉ khác là có thêm các ambient và các cái ARP nằm dưới đây thôi. Và tuy nhiên thì mình cũng ngắt để tạo ra cái điểm nhấn. Và tiếp theo là đến đoạn build up. Build up lúc này thì mình đã thêm vào cái phần chord và phần lead của drop. Sau đó mình automation tăng dần tần số cao lên để cho nó có sự kết nối. Cái này thực tế thì nó sẽ có nhiều phương án. Có những cái phương án nó chỉ cần sử dụng build up không thôi và đẩy lên drop cho nó cao trào. Tuy nhiên ở đây thì mình muốn cái sự liền mạch hơn. Thì mình đặt các cái sound trong drop, sau đó thì mình automation mình tăng dần âm lượng và tăng dần tần số cao lên. Thì lúc bây giờ thì các cái nhạc cụ của chúng ta sẽ vào một cách từ từ, các bạn sẽ không cảm thấy bị ngợp. Build up drum đây. Sau đây các bạn mình tắt nhầm mất cái sequence. Tiếp theo là đến phần drop, thì ở đây cái phần drop mình có hơi đảo phách một chút xíu. Nghĩa là thay vì việc là mình đánh mỗi ô nhịp một hợp âm thì ở đây thì các bạn nhìn thấy là cái hợp âm A nó sẽ xuất phát trước độ khoảng 1/2 beat như thế này. Đó. Thì khi mà các bạn viết thì các bạn lưu ý phải đồng bộ luôn cả cái melody nha. Nếu mà cái bass như thế này thì cái melody của bạn cũng phải chuyển cái nốt trồng âm sang vị trí này, nếu không nó bị lệch tông. Đó, thì đây là cái bộ vòng hợp âm thôi. Đấy. Vòng hợp âm đoạn điệp khúc ấy. Mình sử dụng tiếp theo là cái chord. Đây, mình chưa đổi tên. Đây chỉ đúng là một cái chord của bộ music chord thôi. Bộ này khá là hay ho. Thì các bạn lưu ý là toàn bộ những âm thanh của nhạc progressive house nó là bay bổng. Thì các bạn xử lý nó để tạo ra cái âm thanh sustain, tức là nó ngân dài này, cái nền nó đầy, cái âm lượng nó đầy từ đầu tới cuối. Chứ nó không phải bị giật cục. Đây, ví dụ như bây giờ mình mở riêng một cái bass như thế này nhé. Đây, mở cái này nghe màu cho dễ này. Thì các bạn nghe thì âm thanh nó đang trải dài giữa các nốt, nhưng mà bây giờ mình hạ xuống như này thì nó thành plug này, thì âm thanh của nó bị ngắn. Thì cái nhạc của chúng ta lại bị tăng thành tiết tấu. Mình cần cho Z trở lại. Nhạc của chúng ta lại bị xử lý về mặt tiết tấu. Nó thành ngắn vần này, chứ nó không bay bổng được nữa. Nên là khi mà làm thì các bạn rất là lưu ý về độ dài của âm thanh. Nếu như mà các bạn để nốt nó dài hết cỡ như thế này thì các bạn chỉ cần điều chỉnh decay và sustain thôi. Còn nếu như mà trong trường hợp mà các bạn kéo các nốt ngắn, ví dụ như là có một số bạn các bạn để nốt ngắn như thế này thì nó rất là dễ bị cụt. Thì các bạn phải tăng cái release của nó lên. Đây này, cái release này. Release để nó đảm bảo là cái âm thanh sau khi cái nốt nó ngắt nó vẫn được ngân ra một chút xíu nữa thì nó không bị cụt. Rồi ok. Rồi, và tiếp theo là cái lead. Lead ở đây thì mình có sử dụng một cái sound lead chính này. Các cái sound lead phụ với màu sắc khác và quãng khác. Cái plug này để tạo thêm độ này. À, và như các bạn thấy là ở đây thì mình không chơi nốt dài. Mình không muốn là âm thanh nó bị kiểu ngân dài, nó kiểu bị nhàm chán. Muốn nó có tiết tấu. Thì khi mà mình ngắt ra như thế này thì mình lại phải cần phải lưu ý về vấn đề về release. Nếu mà release nó ngắn hoặc là không có âm thanh gì thì nó sẽ không liên quan đến cái màu, thứ nhất là không liên quan đến cái màu sắc của cái track progressive house, thứ hai là nó sẽ rất là khó chịu so với tiếng bass và tiếng chord. Đây mình mở riêng cái lead đó thôi. Nghe rất là tức. Đó thì mình trả lại cái phần release cho nó. Thì các bạn có thể nghe được thấy cái sự liền mạch của cái lead. Đó, ngoài ra thì đây là bộ drum này, head loop, cymbal loop, được cái là nhạc progressive house được nước ngoài sản xuất rất là nhiều, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể tìm được các loop
mà nó dành riêng cho nhạc progressive house. Nó khác hẳn với anh em chơi nhạc Vina, nhạc Việt ấy, đại khái là nhạc Việt mix. Nhạc Việt mix thì không có những người sản xuất sound riêng, cho nên là âm thanh rất là khổ, toàn phải đi soạn bằng tay thôi. Còn đâu ở đây, nếu mà có thể tận dụng được các loop thì chúng ta cứ tận dụng thôi. Đây là clap và snare and percussion. Đây là cymbal. Đây là hi-hat. Và cuối cùng là đây là cái kick. Rồi, và đây là tổng thể. À, ở đây thì mình có thêm một cái swing dạng staccato nữa. À, mình bị một cái là tiếng swing khi mà đánh ở đoạn break nó rất là dày. Nên là nếu như mà các bạn lắng nghe kỹ ấy, khi mà mình chuyển từ đoạn build up sang đoạn drop thì các bạn sẽ nghe thấy là nó bị hụt tần số low mid. Thì mình thêm ở đây vào. Và bây giờ thì mình sẽ mở riêng cái phần này. Nó sẽ chuyển như này. Thì cái tần số nó tương đồng, nó chuyển sang. Và đây cũng là một cái thủ thuật rất là hay để cho các bạn. Nghĩa là trong nhạc progressive house, về bản chất gốc nó không có cái dạng swing này đâu. Nhưng mà cái này thì mình thêm vào để mình đối phó với cái trường hợp nó bị hụt năng lượng ở cái tần số. Tức là ở đây nói thật là mình do là mình lười. Lẽ ra là mình layer cái chord và mình xử lý cái chord để nó bù lại đủ tần số hỏng do cái string để lại thì mình có thể xử lý được. Tuy nhiên thì nghĩa là chúng ta cái chord nó không phải là thứ quá quan trọng. Thì đây mình sử dụng luôn các cái string staccato. Màu sắc nó cũng tương tự, chỉ có điều là cái nốt nó sẽ ngắn hơn. Các bạn sẽ check cái chord và cái string, độ dài của nó tương đồng nhau là được nhé. Cái tắt đi các bạn nghe thấy nó bị bỏng ở mid này. Mình tắt sao trên thì cho các bạn dễ nghe này. Đó, thì đây là cái drop của chúng ta. Tiếp cho sao trên nghe kinh vậy. Rồi đến phần tiếp theo thì nói chung là nó cũng không có gì quá mới mẻ. Đầu tiên là có một cái kick, mình cắt punchy ở phía đầu. Cũng là cái kick, các bạn lấy kick drop bình thường thôi, nhưng mà các bạn cắt cái sample start thì tự dưng nó êm như này. Nó gốc nữa nhỉ. Đó. Sau đó thì mình sử dụng Rizzy Bass. Rồi, vẫn ARP bình thường, thêm các ambient nữa này. Thêm clap. À đây, đợt này thì mình có thêm cái stadium clap để cho âm thanh nó rộng hơn. Ở đây thì mình đánh head phách đảo đặc trưng của nhạc house. Tuy nhiên thì cái head này một là phải dài ra, hai là các bạn có thể sử dụng các cái sound ride, re-de hoặc là open head để cho cái sound của mình nó không bị ngắn quá và cũng không bị cứng quá nhé các bạn nhé. Bởi vì là màu sắc của chúng ta là bay bổng thì chúng ta cứ định nghĩa trong đầu là cứ tìm các sound ngân dài mà bay bổng là chúng ta chuyển. Đây thì mình có thêm guitar và piano. Rồi ở đây mình có làm một đoạn breakdown bằng guitar, piano với cả các sao ở trong đoạn drop. Cái này mà bạn nào để ý thì sẽ có rất nhiều bài progressive house có các đoạn breakdown như thế này khá hay không? Và đây là mình cho các bạn nghe phần này. Một Việt Nam sáng tươi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát bài. Mấy cái sau guitar này thì mình lấy âm thanh, lấy các cái đoạn nốt nhạc của đoạn drop ra thôi. We'll be right back.
này là toàn bộ sao của trong drop ra này. À, mình không có trống thôi. Đấy, nó cũng không có gì ghê gớm cả, nhưng mà nó tạo ra chúng ta cảm giác rất là mới, đúng không? Rồi, ok, vào đây thì có một đoạn đặc biệt nữa là mình kèm luôn cái vocal hát vào trong drop. Nếu mà cái beat làm để cho ca sĩ hát ý, thì mình vẫn luôn luôn mong muốn là ca sĩ hát cuối cùng để tạo ra cái độ cao trào nhất có thể. Sau đó thì mới kết bài. Trong đầu sau khi nhảy xong mà kết bài thì ca sĩ đứng chơ ra một đoạn rất dài, chả đi làm gì cả. Và khi mà có vocal vào nó cũng sẽ cao trào hơn rất nhiều. Đây thưa các bạn nghe nhé. Rồi ok, và nếu như mà để có cái phần này thì thứ nhất là cái vocal phải bày rất là dày. Cái thứ hai nữa là vocal cũng phải rất là khỏe và sáng thì mới nổi được lên trên cái nền nhạc drop rất là ồn ào này. Và cái thứ ba nữa cũng khá là quan trọng, đấy là mình hạ âm lượng của cái volume xuống, hoặc là một số bạn sẽ hạ automation cut off của cái lead xuống để nó không bị đè vào vocal. Ngoài ra thì cũng có thể là sidechain compressor cái lead với vocal nha, nghĩa là khi mà cái vocal hát thì cái lead nó sẽ bị nén bé đi. Thì các bạn sẽ nghe thấy cái âm thanh của cái lead nó sẽ bị bé đi này. Đó, và mình cũng hạ quãng để cho nó nhẹ xuống, chứ nó không nặng như lúc ban đầu. Ok, vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn cách mình đã làm ra một bản Progressive House với acapella là Việt Nam ơi như thế nào. Hy vọng là với video này thì các bạn có thể thêm cảm hứng để các bạn có thể theo đuổi dòng nhạc Progressive House cũng như là theo đuổi hành trình âm nhạc nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay và các bạn có nhu cầu về học khóa âm phối khí cũng như là mong muốn để đặt sản xuất âm nhạc cho sáng tác mới hoặc DJ thì các bạn có thể liên lạc mình qua link dưới phần mô tả nhé. Trên màn hình đang có các video mà các bạn có thể sẽ thích. Các bạn hãy click vào và tự chọn những video mà các bạn cảm thấy phù hợp. Ngoài ra các bạn cũng có thể đặt câu hỏi xuống bên dưới cũng như là vào phần danh sách phát để bọn mình có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách tốt hơn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye!